26 và 17 tháng 6, Hội nghị Khoa học Thẩm mỹ Quốc tế Dermida 2023 đã được tổ chức tại SECC với sự tham gia của hơn 800 khách mời, gồm các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành thẩm mỹ tại Việt Nam. Hội nghị Khoa học Thẩm mỹ Quốc tế Dermida 2023 do Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ và Laser tại Hàn Quốc Dermira hợp tác với Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, đồng tổ chức với chủ đề Sức khỏe và sắc đẹp cho bạn. Cùng tìm hiểu thêm về Dermira 2023 với các nhân vật đặc biệt quan trọng của hội nghị nhé. I'm chairman of the iDermira, Dr. Jung Hyun Yoon. Today we hold the big KMed Expo and international conference with VSAPS and Kintex in Korea. We are held the international conference in the Ho Chi Minh about 5 years ago, but that time very small conference, about 500 doctors participated in our conference. But nowadays, our conference is more bigger. Today is about 1,000, maybe. Yeah. And we held the other city, Hanoi, about 4 years ago. So nowadays, in this year, we make a new paradigm with KMed Expo and combined with iDermira International Conference. Share more advanced our knowledge and technology. Okay, I see that within 5 years, our Dermira grow so fast, right? Yeah. And how do you feel right now? For us, nowadays, so many Vietnamese doctors knows us, iDermira, and nowadays they wait our conference because we always our thinking is that. First one is to share the Korean updated knowledge, especially cosmetics, and new technology, Korean new technology. And what is the special and the different of the Dermira 2023? Combination with the expo and the conference. That means it's quietly different the other international conference, because today I heard about 140 booths is participated in this place. Yes. Last time we had the Jensen's this year. We recruit about 20 cosmetic companies, so more bigger than and. This conference a little bit Korean government help us economically and commercially. So there is a little bit different thing the iDermira conference by itself. Yes. And can you share with us the plan how the Dermira grow more in the future? We want to more make the bigger conference with Dr. Loi. make the new and we more update and we make a more big conference in Ho Chi Minh and Hanoi. Yeah. Thank you. And we wish that our Dermira will grow more and more, not just in Vietnam, but all worldwide. Yeah, thank you. Yeah, thank you. Thank you. Dạ vâng, và xin chào anh Lợi ạ. Không biết là cảm xúc của anh như thế nào khi thấy Dermira 2023 diễn ra thành công và tốt đẹp ạ? Cảm xúc của tôi là rất là tự hào và hạnh phúc. Vì khi Dermira đến Việt Nam là cách đây 5 năm, thì chúng tôi là rất là cố gắng và lần này là cũng được rất là nhiều các cơ quan ngành cũng như là các tổ chức cũng như là các bác sĩ, quý anh em đồng nghiệp biết đến rất là nhiều cái tên của Dermira. Đó là cái điều mà chúng tôi rất là cảm thấy vinh hạnh và hạnh phúc. Dạ. Dạ cảm ơn anh. Thì không biết là năm nay Dermira 2023 có điều gì đặc biệt so với lại các năm vừa rồi ạ? Cái điều đặc biệt của Dermira năm nay là chúng tôi không phải tổ chức hội nghị không, mà chúng tôi có kết hợp tổ chức triển lãm các cái nhiều gian hàng hơn. Dạ. Thì năm nay thì là có hơn 100 doanh nghiệp từ Hàn Quốc triển lãm các cái ngoài cái
ngành thẩm mỹ ra thì là cũng có rất là nhiều cái thiết bị y tế khám chữa bệnh, và đó là cái điều đặc biệt nhất của cái đề mục năm nay. Và cái nhiệm vụ quan trọng của chúng tôi là một cái đơn vị để kết nối giữa các cái công ty sản xuất của các nước. Chúng tôi mang những công nghệ mới tiên tiến về Việt Nam để cung cấp cho cái thị trường Việt Nam những công nghệ hoặc là những cái sản phẩm tốt nhất. Và thông qua những cái hội nghị như thế này, chúng tôi là những cái đơn vị giống là kết nối giữa nhà sản xuất và những người thụ hưởng Việt Nam thông qua những cái hội nghị, những cái bài báo cáo. Thì chúng tôi mong rằng địa phương sắp tới sẽ là một cái địa điểm đáng tin cậy, là một cái nơi để cho chúng ta, những người Việt Nam có thể đến đây để tìm hiểu những công nghệ, những trang thiết bị, những cái sản phẩm tốt nhất và những cái kiến thức tốt nhất để chúng ta có thể phát triển công việc. Cảm ơn Lợi rất là nhiều, và em cũng xin chúc cho đội Mire của chúng ta ngày càng phát triển và càng được đón nhận đến từ cộng đồng người làm đẹp. Xin cảm ơn em rất nhiều. Dạ vâng. Xin chào tất cả mọi người. Check-in Beauty hôm nay, tôi là phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Phạm Hữu Liêm, đến từ trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Thưa quý vị, thì tôi thấy rằng là vừa rồi thì tổ chức The Mire có kết hợp với trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch để tổ chức cái hội nghị thẩm mỹ nội khoa ngày hôm nay. Đối với tôi thì tôi thấy rằng là tất cả các bác sĩ chuyên ngành nội khoa thẩm mỹ và phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ mỗi ngày mỗi giờ nên cập nhật kiến thức với mục tiêu là làm đẹp cho khách hàng của mình một cách an toàn. Vì vậy cho nên dù là những kiến thức mà chúng ta đã từng biết, chúng ta sẽ được lắng nghe lại để chúng ta ôn lại những gì chúng ta đã có, và mỗi ngày chúng ta nên cập nhật thêm những kiến thức mới. Mục đích đơn giản thôi, đương nhiên rằng là các bác sĩ, các bạn cũng biết rồi, là những người mà học hành suốt đời, học tập suốt đời, và ai cũng muốn là mình sẽ đem lại những kiến thức tốt nhất, an toàn nhất cho tất cả những khách hàng của mình. Cảm xúc của tôi thì tôi thấy rằng là tôi rất vui và rất vinh dự của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch để kết hợp với một tổ chức có uy tín The Mire. Những năm sau tiếp nữa, nếu có duyên thì chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác để đem lại nhiều kiến thức hơn nữa cho tất cả các bác sĩ chúng ta. Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Dạ, và thông qua The Mire ngày hôm nay thì chúng ta cũng mong muốn là truyền tải thêm những kiến thức về da khoa, về những kiến thức về y tế, đúng không ạ? Và rõ ràng rằng là đôi khi chúng ta biết đến những cái sản phẩm một cách rất là lẻ tẻ. Dạ. Nhưng mà ngày hôm nay và ngày hôm qua thì ở tập trung đây chúng ta thấy cũng gần hơn 250 gian hàng. Chúng ta có một sự lựa chọn, chúng ta có một sự lắng nghe các cái công ty họ tư vấn cho mình những cái sản phẩm. Mục đích cuối cùng cũng chỉ là đem lại những cái tốt nhất cho khách hàng nói chung và các khách hàng của Việt Nam chúng ta nói riêng. Và xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác rất là nhiều ạ. Ok, cảm ơn em. Xin chào mọi người và xin chào Check-in Beauty Việt Nam. Tôi là bác sĩ Đào Hoàng Thiên Kim, giảng viên của bộ môn phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Tôi rất là vui vì được góp mặt trong cái hội nghị lần này. Bởi vì khi mà tôi đến với hội nghị thì tôi tiếp cận thêm được những cái công nghệ mới của Hàn Quốc, cũng như là mình cũng có dịp chia sẻ những cái kiến thức của mình về tình trạng viêm da do nghiện corticoid ở mặt ngày nay. Và tôi hy vọng là trong tương lai thì cái hội nghị này được tổ chức hàng năm để mình có thêm những cái kinh nghiệm trong cái lĩnh vực làm đẹp cho người Việt Nam. Và ngày hôm nay khi mà cô có mặt tại hội nghị thì không biết cô cảm thấy cộng đồng mà yêu thích làm đẹp của người Việt Nam như thế nào ạ? Nói chung là người Việt Nam của mình rất là thích làm đẹp, tức là họ luôn có một cái mong muốn là làm cho mình đẹp hơn mỗi ngày. Nhưng mà bên cạnh đó thì người Việt Nam của mình cũng rất là quan tâm đến cái việc là làm đẹp sao cho an toàn nhất. Dạ vâng, và cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của cô ạ.